Chào mừng mọi người đến với không gian sống tuyệt vời này. Chúng tôi rất vui được chia sẻ ngôi nhà xinh đẹp này với tất cả các bạn. Xin chân thành cảm ơn các cô bác, anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chúng tôi trong suốt thời gian qua. Sự quan tâm của các bạn là động lực lớn để chúng tôi phấn đấu. Hy vọng ngôi nhà này sẽ mang đến cho mọi người những cảm xúc bình yên và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm. Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của các bạn, điều đó giúp chúng tôi có thêm động lực để tạo ra những không gian sống hoàn hảo hơn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ. Mong rằng ngôi nhà này sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều người trong hành trình tìm kiếm mái ấm lý tưởng. Hy vọng những lời chào hỏi và cảm ơn này sẽ giúp bạn truyền tải thông điệp một cách tốt nhất. Dưới đây là mô tả về ngôi nhà mái Thái với 19 tiêu chí chuẩn liên quan đến vẻ đẹp của ngôi nhà và sân vườn cây cảnh. Mô tả ngôi nhà mái Thái. 1. Kiến trúc độc đáo. Ngôi nhà mái Thái mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống, tạo sự ấm cúng. 2. Màu sắc tươi tắn. Sự kết hợp giữa màu trắng tinh khiết và các tông màu gỗ tự nhiên mang lại sự hài hòa và dễ chịu. 3. Thiết kế mở. Không gian bên trong được thiết kế mở, tối ưu ánh sáng tự nhiên với cửa sổ lớn và cửa kính. 4. Cảnh quan xung quanh. Khu vườn xanh mướt với cây cảnh, hoa lá tạo nên bầu không khí trong lành và tươi mới. 5. Hệ thống chiếu sáng. Ánh sáng đèn được bố trí hợp lý, tạo nên không gian ấm áp và lãng mạn vào ban đêm. 6. Sân phố rộng rãi. Lối đi được lát gạch sạch sẽ, kết hợp với cây xanh hai bên tạo cảm giác dễ chịu cho người đi lại. 7. Sân vườn được chăm sóc kỹ lưỡng. Cây cảnh được trồng và chăm sóc cẩn thận, tạo sự thu hút và gần gũi với thiên nhiên. 8. Khu vực tiện nghi. Có khu vực tiếp khách ngoài trời, nơi gia đình có thể thư giãn và trò chuyện. 9. Bố cục hợp lý. Sự phân bố hợp lý giữa các không gian chức năng như phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ. 10. Chất liệu xây dựng tốt. Sử dụng vật liệu xây dựng cao cấp, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ. 11. Thông gió tốt. Thiết kế thông minh giúp gió tự nhiên luân chuyển, giảm thiểu sử dụng điều hòa. 12. Bồn cảnh mát lành. Có khoảng không gian nước như bể cá, tạo cảm giác yên bình và gần gũi với thiên nhiên. 13. Hệ thống an ninh. Được trang bị hệ thống an ninh hiện đại, đảm bảo sự an toàn cho gia đình. 14. Không gian cây cảnh đa dạng. Có sự kết hợp giữa cây ăn quả và cây cảnh, tạo không gian sinh động. 15. Khu vực nướng BBQ. Được thiết kế khu vực BBQ ngoài trời, lý tưởng cho các bữa tiệc gia đình và bạn bè. 16. Có sân đậu ô tô. Diện tích sân vườn đủ rộng để đảm bảo có chỗ đậu xe tiện lợi. 17. Tiện ích xung quanh, gần các tiện ích như trường học, chợ và khu vui chơi giải trí. 18. Tính bền vững. Ngôi nhà được thiết kế theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. 19. Không gian nghệ thuật. Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tinh tế, tạo điểm nhấn cho không gian sống. Ngôi nhà mái Thái không chỉ đẹp về thiết kế mà còn mang lại sự thoải mái, hài hòa với thiên nhiên, là một không gian sống lý tưởng cho mọi gia đình.